chấn động, tiên tri cực chuẩn, Tân Hợi sinh năm 1971, đúng 7 ngày tới, đắc lộc ơn trên, làm đâu chúng đó, gánh tiền về nhà. Quý cô bác anh chị Tân Hợi thân mến, bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch, bắt đầu từ ngày mai, có lẽ sẽ là khoảng thời gian đầy thử thách và có thể làm thay đổi cuộc đời của bản mệnh Tân Hợi. Sẽ có một số cô bác anh chị nghĩ rằng, 7 ngày ngắn ngủi thì khó mà có kỳ tích cải vận đổi đời xảy ra được. Đúng vậy, không ai bỗng dưng giàu nhanh mà lại có thể duy trì được sự giàu có đó đến cuối đời được, bởi vì cái gì càng dễ nhanh đạt được sẽ càng nhanh mất đi. Tuy nhiên, nếu cô bác, anh chị Tân Hợi biết nắm bắt và tận dụng, thì khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới này có thể là bước đệm để bản mệnh Tân Hợi đạt được những thành tựu lớn trong tương lai. Khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới, vận trình của bản mệnh Tân Hợi có cả hung lẫn cát. Nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào cô bác anh chị tận dụng những lời dự ngôn luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao. Nhưng biết đâu, nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Tân Hợi cũng có thể biết trước thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dù thế nào đi chăng nữa, Minh Đường Tử Vi vẫn nguyện cầu cho cô bác anh chị luôn giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh để đương đầu với những thử thách trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Sau đây sẽ là dự ngôn, luận giải tổng quan Minh Đường Tử Vi của bản mệnh Tân Hợi trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai. Bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, con giáp Tân Hợi có thể cảm thấy áp lực và vất vả hơn bao giờ hết. Bận rộn với nhiều vấn đề trong cuộc sống, Tân Hợi có thể cảm thấy suy nhược và mệt mỏi. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của tử vi cát tinh, vẫn có những điều tích cực và thành tựu đáng mừng đang chờ đợi Tân Hợi. Trong khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới, Tân Hợi có thể cảm thấy cần phải bôn ba và lo âu vì đủ vấn đề trong cuộc sống, thân thể có thể suy nhược do thiếu ngủ và căng thẳng. Nguyệt lệnh lâm bệnh có thể khiến Tân Hợi ăn ngủ không đều đặn, thường xuyên bị tiền đình và mệt mỏi. Điều quan trọng là phải tìm cách giữ gìn sức khỏe và tìm ra phương pháp giảm stress hiệu quả. Theo tử vi cát tinh, con giáp Tân Hợi thích được ở trong môi trường yên tĩnh và không muốn giao lưu quá nhiều với những người xung quanh. Điều này là hoàn toàn bình thường và quan trọng là phải tìm ra cách để cân bằng giữa nhu cầu cá nhân và mối quan hệ xã hội. Dù có những khó khăn và áp lực, nhưng tử vi cát tinh cho thấy rằng Tân Hợi vẫn có những thành tựu nhất định trong công việc và tri thức. Mọi việc đều diễn ra một cách trọn vẹn và Tân Hợi có thể cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm được. Đừng quên tận dụng sức mạnh tích cực từ những thành tựu này để vượt qua những khó khăn hiện tại. Một điểm đáng chú ý là trong khoảng thời gian này, con người của Tân Hợi có thể ít quan tâm hơn đến những chuyện tầm phào bên ngoài xã hội. Điều này không phải là điều xấu, mà có thể là dấu hiệu của sự từng trải và sự tập trung vào những giá trị thực sự quan trọng trong cuộc sống. Hãy tiếp tục duy trì tinh thần lạc quan và không chìm trong cảm giác buồn rầu, ủ rũ. Cuộc sống của bản mệnh Tân Hợi sẽ nhẹ nhàng hơn khi Tân Hợi không còn quan tâm những thị phi xung quanh và khinh thường ánh mắt thiên hạ phán xét về cuộc sống của mình. Hãy tập trung vào việc xây dựng cuộc sống tích cực và ý nghĩa và để lại những ấn tượng tích cực cho mọi người xung quanh. Dù có những khó khăn và áp lực, nhưng bản mệnh Tân Hợi hãy nhớ rằng luôn có những cơ hội và niềm vui đang chờ đợi Tân Hợi. Hãy tin tưởng vào bản thân và tiếp tục phấn đấu hết mình. Tân Hợi sẽ vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành công lớn lao trong tương lai gần. Cô bác anh chị Tân Hợi thân mến, trong hối hả cuộc sống, giữa những thách thức và lo toan hàng ngày, có những người đặc biệt mang lại niềm vui cho cuộc sống chúng ta. Hãy biết ơn những trái tim nhân ái mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Niềm vui không luôn xuất phát từ những sự kiện lớn lao hay những thành công vang dội. Đôi khi, chỉ cần một nụ cười nhẹ nhàng, một lời chia sẻ ấm áp hoặc thậm chí là một hành động nhỏ từ ai đó đã đủ để làm cho ngày của Tân Hợi trở nên ý nghĩa hơn. Những người mang lại niềm vui cho cuộc sống không nhất thiết phải là những người quen biết, có những người, thậm chí là những người xa lạ đã từng bước vào cuộc sống của Tân Hợi với tấm lòng ấm áp và sự tận tâm. Họ có thể là người hàng xóm thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ hay đơn giản chỉ là những người đi ngang qua cuộc đời Tân Hợi và để lại những dấu ấn tích cực. Hãy biết ơn những người này, bởi họ không chỉ là những người giúp Tân Hợi vượt qua những thời kỳ khó khăn, mà còn là nguồn động lực giúp Tân Hợi giữ vững tinh thần trong những khoảnh khắc khó khăn. Họ là những nhân tố bí mật mang lại hạnh phúc và sự an lạc cho cuộc sống, những người không đòi hỏi gì hơn ngoài hạnh phúc của chúng ta. Tân Hợi hãy biết ơn và giữ trái tim mình luôn mở rộng để chào đón những người tốt bụng, để cuộc sống trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn nhờ vào những niềm vui mà họ mang lại. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng cuộc sống của Tân Hợi đang rất mỏi mệt, nhưng vẫn phải gồng mình lên mưu sinh kiếm sống qua ngày. Dù thế nào đi chăng nữa, Tân Hợi hãy cứ lạc quan lên một chút.
cười nhiều hơn một nụ cười Tân Hợi nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Tân Hợi, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác, anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video dự ngôn cực sốc Tân Hợi 1971, đúng 7 ngày tới đắc lộc ơn trên, gánh tiền về nhà. Tiếp theo sẽ là phần dự ngôn, luận giải chi tiết các phương diện trong cuộc sống của bản mệnh Tân Hợi. Vậy bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, tình hình tài chính, sức khỏe và diễn biến công việc, tình duyên gia đạo của quý bản mệnh Tân Hợi sẽ có những chuyển biến tích cực gì, những khó khăn và thách thức nào đang chờ đợi cô bác anh chị trong khoảng thời gian này? Đầu tiên, xin mời cô bác, anh chị cùng lắng nghe dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi về phương diện công danh, sự nghiệp của quý bản mệnh Tân Hợi trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới. Luận tử vi đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, tuổi Tân Hợi được dự báo là sẽ có nhiều cơ hội và thành công trong sự nghiệp, công việc. Với sự trợ lực của các tinh, Tân Hợi sẽ gặp gỡ được những người có cùng tầm nhìn, chung chí hướng và vốn góp sức làm ăn. Trong khoảng thời gian này được xem là thiên thời, địa lợi cho tuổi Tân Hợi, dù có những khó khăn nhất định, nhưng Tân Hợi vẫn sẵn sàng đương đầu và gặt hái thành công. Đối với những người tuổi Tân Hợi, đây là thời điểm để họ tỏa sáng và được ngưỡng mộ bởi cấp trên. Vị trí tốt có thể đang chờ đợi họ và điều này chứng tỏ rằng nỗ lực và sự kiên trì của họ đã được công nhận. Một điều đặc biệt về người tuổi Tân Hợi là họ không cần phải khoe khoang hay thể hiện bản thân. Sự tài năng của họ được thể hiện thông qua hành động và kết quả làm việc, không phải qua những lời nói hay sự khoe khoang vô nghĩa. Điều này tạo ra sự khác biệt và thu hút sự ngưỡng mộ từ người khác. Khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới có thể là thời kỳ đỉnh cao của bản mệnh tuổi Tân Hợi. Điều này mang lại cơ hội lớn để họ thể hiện bản thân và đạt được những mục tiêu lớn trong sự nghiệp. Đây cũng là thời điểm để họ tận dụng vận may và tạo ra những bước tiến lớn trong công việc. Ngoài ra, 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 cũng mang lại nhiều cơ hội cho người tuổi Tân Hợi trong việc xây dựng danh tiếng, quyền lực, chức vụ và kinh doanh. Đây là thời điểm để họ không ngần ngại mà hành động, vươn lên và tận dụng mọi cơ hội để phát triển bản thân. Tuy nhiên, không nên chần chừ hay rụt rè trong quyết định. Nếu có cơ hội tốt, hãy quyết định và hành động ngay. Bởi mỗi ngày chần chừ có thể là một cơ hội đã bị lỡ. Đừng để bản thân bị khuất phục bởi sự do dự hay sợ hãi, mà hãy tự tin bước đi và tận dụng mọi cơ hội trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai. Nhìn chung, khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới được dự báo là thời điểm thuận lợi cho bản mệnh Tân Hợi trong phương diện công danh, sự nghiệp. Họ có thể tận dụng những cơ hội hiếm có này để phát triển bản thân và đạt được những thành công lớn. Đừng ngần ngại, hãy tự tin và quyết đoán trong mọi quyết định và hành động của mình. Vậy bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, tình hình sức khỏe của quý bản mệnh Tân Hợi có những chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Tân Hợi cùng tiếp tục lắng nghe dự ngôn, luận giải chi tiết về phương diện sức khỏe. Luận tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 cho tuổi Tân Hợi đưa ra những thông tin quan trọng về sức khỏe mà Tân Hợi cần chú ý khi bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, theo nguyệt lệnh lâm bệnh, có khả năng Tân Hợi sẽ gặp phải những vấn đề liên quan đến sức khỏe, đòi hỏi Tân Hợi phải tăng cường chăm sóc bản thân và đề phòng hơn. Trong khoảng thời gian này, dựa theo tử vi, Tân Hợi có thể gặp phải tình trạng ốm đau kéo dài, thường xuyên phải ra vào bệnh viện hoặc phòng khám. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chi phí cho việc chữa trị sẽ tăng cao, do đó, việc quản lý tài chính và dự trữ kinh phí cho việc y tế cũng cần được tính toán cẩn thận. Ngoài ra, tử vi cũng chỉ ra rằng tâm trạng của Tân Hợi có thể không ổn định, biến đổi theo thăng trầm của vận mệnh, cảm giác lo lắng, nổi nóng có thể xuất hiện thường xuyên. Điều quan trọng là Tân Hợi cần chú ý điều tiết cảm xúc và tránh căng thẳng quá mức. Cảm xúc không ổn định có thể gây tổn hại đến sức khỏe cũng như tinh thần của Tân Hợi trong dài hạn. Một vấn đề khác mà Tân Hợi cần chú ý trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 là vấn đề giấc ngủ. Do suy nghĩ nhiều và căng thẳng, Tân Hợi có thể gặp tình trạng thiếu ngủ, dẫn đến mất tập trung khi ra ngoài. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc chú ý đến an toàn khi di chuyển. Người lái xe cần cẩn trọng hơn và không nên lái xe khi chưa đủ tập trung.
Nếu trong gia đình Tân Hợi có trẻ em, Tân Hợi cũng cần đặc biệt chú ý hơn đến việc bảo vệ trẻ, tránh xa các vật sắc nhọn, nước nóng, xe cộ và sông nước để đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường xung quanh. Trên cơ sở những dự báo từ tử vi, việc chăm sóc sức khỏe và bảo vệ bản thân cũng như gia đình Tân Hợi là vô cùng quan trọng trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai. Hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân, điều tiết cảm xúc và tạo điều kiện cho một môi trường an toàn cho bản thân và người thân yêu của Tân Hợi. Tiếp theo sẽ là dự ngôn, luận giải chi tiết minh đường tử vi về phương diện tài lộc của quý bản mệnh Tân Hợi trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới. Luận tử vi 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai cho tuổi Tân Hợi đã đưa ra những dự báo tích cực về mặt tài chính. Trong khoảng thời gian này, bản mệnh Tân Hợi có thể mong đợi một sự ổn định về tài lộc, tạo ra tiền bạc từ các nguồn thu nhập khác nhau. Điều này tạo ra một tương lai tươi sáng nếu như Tân Hợi đầu tư làm ăn riêng cùng với bạn bè trong thời gian này. Tuy nhiên, mặc dù có những triển vọng tích cực về tài chính, Tân Hợi cần chú ý đến sức khỏe và tinh thần của mình. Sức khỏe kém có thể dẫn đến sức kiếm tiền bị giảm sút so với khoảng thời gian trước, do đó Tân Hợi cần bồi bổ cho bản thân nhiều hơn để có sức cày cuốc kiếm thêm tiền. Ngoài ra, người tuổi Tân Hợi làm kinh doanh cũng cần đặc biệt chú ý đến việc bị lừa lọc. Trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới có khả năng Tân Hợi sẽ gặp phải những rủi ro liên quan đến tiền bạc. Do đó, không được tin ai quá đà và cần phải coi chừng bị lừa qua mặt mà không hề hay biết. May mắn là công việc tay trái của Tân Hợi cũng thuận lợi, tạo ra khá nhiều khoản tiền để xoay sở trong lúc khó khăn. Tuy nhiên, chi tiêu của Tân Hợi còn chưa hợp lý nên cần phải sắp xếp lại càng sớm càng tốt. Dù vậy, Tân Hợi sẽ đạt được những kết quả khả quan trong sự nghiệp của mình và nhận được sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực trong quá khứ của Tân Hợi. Đừng cho phép bất cứ ai qua mặt Tân Hợi trong chuyện tiền bạc vì họ không đủ đẳng cấp để làm điều đó. Tiền mồ hôi công sức Tân Hợi bỏ ra đừng cho vay hay quyết định vội vàng. Với những luận giải vừa rồi, bản mệnh Tân Hợi có thể tự tin hơn với việc quản lý tài chính của mình trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai. Hãy chắc chắn rằng Tân Hợi đã xem xét kỹ lưỡng và áp dụng các biện pháp phòng ngừa để đạt được mục tiêu tài chính của mình. Một phương diện đặc biệt quan trọng và cũng là phương diện cuối cùng mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là phương diện tình duyên gia đạo. Vậy trong khoảng thời gian ngắn đúng 7 ngày âm lịch sắp tới bắt đầu từ ngày mai, diễn biến tình cảm và gia đạo của bản mệnh Tân Hợi sẽ như thế nào? Xin mời cô bác anh chị tiếp tục theo dõi video. Bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi, tuổi Tân Hợi sẽ gặp nhiều biến động trong phương diện tình duyên, các cặp đôi có xu hướng bỏ bê nhau do sự bận rộn với sự nghiệp hoặc gia đình. Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với tình duyên của họ để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Các cặp đôi tuổi Tân Hợi cần dành thời gian cho nhau, thường xuyên hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình cảm và tạo sự gắn kết giữa hai người. Ngoài ra, trong khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024, nếu có các buổi gặp mặt bạn bè ăn uống, nhất là đối với nữ mệnh tuổi Tân Hợi, cần phải cẩn thận với lời nói và hành động của mình, đừng để tính cách bướng bỉnh làm hỏng bầu không khí vui vẻ, hãy suy nghĩ cho bản thân và người kia một chút, tránh gây ra xích mích không đáng có. Đối với nam mệnh tuổi Tân Hợi, họ có tư tưởng an phận, không muốn tranh đoạt với người khác, tuy nhiên, điều này có thể khiến họ dễ bị kẻ khác cướp mất mối lương duyên tốt lành. Do đó, nam mệnh độc thân tuổi này cũng cần chủ động hơn trong chuyện yêu đương, hạn chế việc đi xem mắt quá nhiều người cùng một lúc và tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ vững chãi với người mình yêu thương. Tình duyên của bản mệnh Tân Hợi độc thân trong khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới cũng có thể gặp phải những thử thách và rủi ro. Do đó, việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định trong tình yêu là vô cùng quan trọng. Hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ về đối tác và đảm bảo rằng quyết định của mình là đúng đắn. Ngoài ra, việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thầy, người có kinh nghiệm trong việc xem tử vi, phong thủy cũng có thể giúp tuổi Tân Hợi có cái nhìn tổng quan và nhận định chính xác hơn về tình hình tình duyên của mình trong thời gian tới. Trong khi đó, việc duy trì sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và sự nghiệp cũng là điều quan trọng, đừng để công việc áp đặt lên tình yêu và ngược lại. Hãy tự tạo cho mình khoảng thời gian riêng để thư giãn và tận hưởng cuộc sống bên người yêu thương. Cuối cùng, bản mệnh Tân Hợi cũng cần nhớ rằng tình duyên không chỉ phụ thuộc vào vận mệnh mà còn phụ thuộc vào sự nỗ lực và quyết tâm của chính mình. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình và không ngần ngại trong việc theo đuổi hạnh phúc cá nhân. Vừa rồi là những dự ngôn,
Luận giải về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Tân Hợi trong khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới, hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp Tân Hợi có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt cho những thách thức sắp tới. Chúc Tân Hợi luôn may mắn và hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video dự ngôn cực sốc Tân Hợi 1971 đúng 7 ngày tới đắc lộc ơn trên, gánh tiền về nhà. Cô bác anh chị đừng quên để lại suy nghĩ của mình bên dưới để Minh Đường tử vi ngày một hoàn thiện tốt hơn cô bác, anh chị nhé. Quý vị thân mến, vừa rồi là phần dự ngôn, luận giải chi tiết về tử vi đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Tân Hợi. Tiếp theo sẽ là một phần rất đặc biệt, giúp cô bác, anh chị Tân Hợi có cái nhìn xa hơn về vận trình của mình trong tháng 6 âm lịch. Từ đó, Tân Hợi có thể lên cho mình những kế hoạch, mục tiêu để nắm bắt những cơ hội và sớm ngày đạt được cuộc sống như mơ ước. Vậy tháng 6 âm lịch, bản mệnh Tân Hợi sẽ trải qua những khó khăn và thách thức, cũng như gặt hái được những cơ hội nào? Ngay sau đây sẽ là phần dự ngôn, luận giải tổng quan của Minh Đường tử vi của bản mệnh Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất từ Minh Đường tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp đã đưa ra những dự báo tích cực cho người tuổi Tân Hợi, tam hợp cục và mộc dục xuất hiện, tạo ra một không khí tích cực, hứa hẹn một tháng đầy may mắn và những cơ hội mới. Điều này báo hiệu một tháng nhân duyên tốt lành, nhiều sự trợ giúp đến từ ngoại lực dành cho bản mệnh Tân Hợi. Trạng thái tinh thần của bản mệnh Tân Hợi được mô tả là phấn khởi, sẵn sàng đón nhận những bước tiến mới trong sự nghiệp. Điều này hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến và thành công, họ sẽ có khả năng giải quyết mọi việc một cách trôi chảy mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Những ai mạnh dạn tham gia vào lĩnh vực mới cũng có lợi trong thời điểm này. Ngoài ra, về mặt tài chính, bản mệnh Tân Hợi có thể kỳ vọng vào sự khởi sắc mạnh mẽ. Các nguồn thu nhập ổn định và có xu hướng tăng, đầu tư kinh doanh cũng đều thu về kết quả khả quan. Họ có thể thử sức với các hạng mục đầu tư mạo hiểm, nhưng cần tuân thủ giới hạn cho phép của bản thân và tình hình tài chính. Người làm văn phòng cũng có cơ hội tăng lương và thưởng. Về mặt tình cảm, người tuổi Tân Hợi sẽ gặp nhiều tín hiệu tích cực, đào hoa lành tìm đến. Dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Tân Hợi độc thân đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Tình cảm lứa đôi hài hòa, mâu thuẫn giữa các cặp đôi ít dần đi, thay vào đó là sự sẻ chia, cùng nhau gánh vác mọi việc. Sức khỏe của Tân Hợi được cho là duy trì ở mức bình ổn trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Tuy nhiên, thời tiết thay đổi thất thường có thể gây ra một vài triệu chứng khó chịu. Rất may là thể trạng của bản mệnh sẽ mau phục hồi, không phải lo lắng quá nhiều. Vấn đề cần lưu ý trong tháng này là an toàn trong khi làm việc và lao động. Nhìn chung, tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Tân Hợi mang đến những dự báo tích cực về tình cảm, sự nghiệp, tài chính và sức khỏe. Điều này tạo ra một bức tranh toàn diện về những cơ hội và thách thức mà họ có thể gặp phải trong tháng tới. Việc hiểu rõ tử vi và áp dụng những chi tiết này vào cuộc sống hàng ngày có thể giúp bản mệnh tận dụng tối đa những điểm tích cực và vượt qua những khó khăn một cách thông minh và linh hoạt. Vậy tháng 6 âm lịch năm 2024, sức khỏe của bản mệnh Tân Hợi sẽ có chuyển biến tích cực hay tiêu cực? Xin mời cô bác anh chị Tân Hợi cùng tiếp tục lắng nghe những luận giải chi tiết về phương diện sức khỏe. Luận Minh Đường tử vi năm 2024, tháng 6 âm lịch, bản mệnh Tân Hợi sẽ phải đối mặt với một số thách thức về sức khỏe do thời tiết thay đổi không đều. Tuy nhiên, không có gì quá đáng lo ngại với sức khỏe của tuổi Tân Hợi trong tháng này, với điều kiện họ biết cách chăm sóc và bảo vệ bản thân mình. Thời tiết trong tháng Tân Mùi thường biến đổi không lường trước, từ những ngày nắng nóng, oi bức đến những cơn mưa bất chợt. Điều này có thể gây ra một số triệu chứng khó chịu như đau đầu, mệt mỏi hoặc khó ngủ. May mắn thay, cơ thể của bản mệnh Tân Hợi có khả năng phục hồi nhanh chóng và không gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Để giảm bớt những tác động tiêu cực từ thời tiết, bản mệnh Tân Hợi cần tập trung vào việc duy trì lối sống lành mạnh, bao gồm việc ăn uống cân đối, tập luyện đều đặn và đảm bảo giấc ngủ đủ giấc. Ngoài ra, việc nghỉ ngơi điều độ và không làm việc quá sức cũng rất quan trọng để duy trì sức khỏe trong tháng này. Tuổi Tân Hợi cần tạo điều kiện cho cơ thể nghỉ ngơi đầy đủ sau những ngày làm việc căng thẳng. Việc chăm chỉ làm việc thiện cũng sẽ giúp tinh thần của họ luôn lạc quan và tích cực, từ đó ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe. Một vấn đề quan trọng cần lưu ý trong tháng này là an toàn khi làm việc và lao động. Đặc biệt, những người phải lái xe đường dài hoặc làm các công việc có tính chất nguy hiểm cần phải hết sức thận trọng. Tuổi Tân Hợi cần tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông khi tham gia vào giao thông đường bộ, đồng thời đảm bảo sự tập trung cao độ khi lái xe. Đối với những công việc có tính chất nguy hiểm, bản mệnh Tân Hợi cần tuân thủ đúng các quy trình an toàn lao động và sử dụng đầy đủ trang thiết bị bảo hộ. Để duy trì sức khỏe tốt trong tháng Tân Mùi,
bản mệnh Tân Hợi cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống. Việc ăn uống cân đối và đa dạng sẽ giúp cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể, từ đó tăng cường hệ miễn dịch và giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Ngoài ra, việc tập luyện thể dục thường xuyên cũng rất quan trọng để duy trì sức khỏe toàn diện. Bản mệnh Tân Hợi có thể chọn những hoạt động như đi bộ, yoga hoặc aerobic để duy trì sự linh hoạt và tăng cường sức mạnh cơ bắp. Như vậy, sức khỏe của bản mệnh Tân Hợi trong tháng 6 âm lịch, tháng Tân Mùi được dự báo sẽ duy trì ở mức bình ổn, với điều kiện họ chú ý đến việc duy trì lối sống lành mạnh và an toàn khi làm việc. Việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trong thời gian này sẽ giúp bản mệnh Tân Hợi vượt qua mọi thách thức một cách dễ dàng và tự tin. Cuối cùng sẽ là phần dự ngôn, luận giải Minh Đường Tử Vi về phương diện tài lộc của quý bản mệnh Tân Hợi trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Trong tháng 6 âm lịch của năm 2024, việc quan tâm đến phương diện tài lộc là điều mà nhiều người không thể bỏ qua. Với sự gia tăng cát khí, tài vận của bản mệnh Tân Hợi được dự báo sẽ có sự khởi sắc rõ rệt, các nguồn thu ổn định và có xu hướng tăng. Đầu tư kinh doanh cũng đem lại kết quả khả quan, giúp Tân Hợi có thể chi tiêu rủng rỉnh và xua tan áp lực tiền bạc. Quý nhân tam hợp được xem là người đồng hành quan trọng, họ có thể giúp Tân Hợi soi đường chỉ lối, con đường kiếm tiền làm giàu của bản mệnh bớt đi nhiều trở lực. Dù có vấp váp khó khăn, Tân Hợi cũng sẽ có người tới ứng cứu, không phải lo lắng hay suy tư quá nhiều. Hơn thế, tháng này Nguyệt lệnh Lâm Mộc Dục mang tới những mối quan hệ hợp tác hài hòa, xã giao hữu hảo, bình thường nhân duyên của tuổi Tân Hợi đã tốt, rất hay giúp đỡ người khác. Nay có thêm may mắn đồng hành, nên được người giúp lại, đó là điều xứng đáng. Nhờ đó, tuổi Hợi đi đâu làm gì cũng gặp người tốt và nhận được sự trợ giúp nhiệt tình. Trong tháng 6 âm lịch này, tuổi Tân Hợi có thể thử sức với các hạng mục đầu tư mạo hiểm, nhưng vẫn cần trong giới hạn cho phép của bản thân và tình hình tài chính hiện tại. Người làm kinh doanh thì có một tháng buôn may bán đắt, hàng hóa lưu thông đều đặn và trôi chảy. Vì thế, bản mệnh Tân Hợi hãy tự tin để mưu sự lớn, cầu đại tài, quan trọng là có dám thử thách bản thân hay không mà thôi. Người làm văn phòng cũng có cơ hội tăng lương, tăng thưởng. Việc Tân Hợi làm việc chăm chỉ và nỗ lực là nền tảng chắc chắn để mạnh dạn đưa ra đề xuất tăng lương với cấp trên, khả năng được chấp thuận rất cao. Khi đứng trước các quyết định lớn khiến Tân Hợi đắn đo, bản mệnh cần giữ vững tâm lý, bình tĩnh để xử lý và làm chủ mọi việc. Nếu muốn tham khảo ý kiến của người khác cũng cần có sự chọn lọc và đánh giá. Việc của mình do chính bản thân quyết định, có thể lắng nghe nhưng hãy chắt lọc mọi thông tin để đưa ra quyết định cuối cùng. Trên hết, trong tháng 6 âm lịch này, bản mệnh Tân Hợi cần biết cách tận dụng những cơ hội và may mắn mà số mệnh mang lại. Hãy tự tin bước đi và hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Với sự hỗ trợ từ quý nhân tam hợp và may mắn từ Nguyệt lệnh Lâm Mộc Dục, chắc chắn rằng tài lộc của Tân Hợi sẽ được nâng cao trong tháng này. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung dự ngôn cực sốc Tân Hợi 1971 đúng 7 ngày tới đắc lộc ơn trên, gánh tiền về nhà từ đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi. Trong quá trình truyền đạt thông tin, Minh Đường Tử Vi không thể tránh khỏi những thiếu sót nếu Minh Đường Tử Vi có chỗ nào không phải. Mong cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, Minh Đường Tử Vi sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Tân Hợi thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người, cứu vật, suy cho cùng. Tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu, người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video Minh Đường Tử Vi mong muốn truyền tải đến quý cô bác, anh chị Tân Hợi chỉ mang tính chất tham khảo, giúp quý cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an theo góc nhìn của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi kính chúc cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an hạnh phúc viên mãn. Biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác, anh chị trong những video tiếp theo trên kênh Minh Đường Tử Vi.